trứng gà rừng. Đây là trứng gà tơi. Còn đây là trứng gà. Đây là trại gà của bên trang trại bên em, gà rừng. Gà gà nồi rồi gà tre. Không phải là em nuôi chung vô, nhưng mà giờ chiều lại em cho nó ăn là em nhốt lại. Đây là trang trại gà của em. Nếu ai có nhu cầu mua gà thì liên hệ với trang trại bên em. Rất là nhiều. Thank you.